Đang mà đang mang chương trình dự án của một cái sàn John. Quang sẽ nhận được một cái TH ngẫu nhiên không? Anh Nhân Quỳnh. Rồi, đầu tiên email bằng bắt mail bắt quạt, rồi bằng editor để xin, các bạn bấm vào sign up. Kèo này kèo ngon nha các bạn. Các bạn chờ chút, chờ lót dán chút nha các bạn. Mang gì theo sàn này nó bảo trì lắm nha các bạn. Các bạn nào mà list cho bằng liên minh không được thì gánh gói thì các bạn vào list là để đăng ký nha các bạn. Sau khi ta đăng ký nó gửi về một cái điện email Alex vào mail và cái feed mail các bạn. Rồi các bạn mở mail lên. Rồi về luôn. Balance gift card. Hello Quỳnh Anh. Các bạn chờ chút, các bạn chờ lót chút các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify mail. Rồi các bạn login vào nha các bạn. Rồi các bạn login vào. Let's free BTC. Đây là một cái sàn giao dịch thôi các bạn ơi, chứ không có gì. Rồi các bạn lấy chờ 3 dấu gạch nha các bạn. Rồi các bạn get free crypto chấm than nha các bạn. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Đây là nó sẽ quay random nhận ngẫu nhiên cho các bạn là 1 ETH, 1 ORN và 1 token LIN. Rồi và một cái đường link chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Các bạn copy đường link này nè, chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Chừng nữa verify order verify account. Muốn nhận được token này các bạn phải verify nha các bạn. Verify account. Rồi mình hướng dẫn các bạn verify account nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Các bạn nhấp vào profile nha các bạn. Các bạn bấm chữ profile nha các bạn. Các bạn vô đây mail Google thì bất quá gọi các hit name, các bạn ghi tên họ, số điện thoại, thành phố, số nhà, city, mã zip code. City là thành phố nha các bạn. Này hai chữ city là gì trời. City này là số nhà luôn. Địa chỉ số nhà của mình nha các bạn, còn này là địa chỉ thành phố nha các bạn. Chữ city trên là số nhà của mình á. Còn country là thành phố. Rồi các bạn bấm sale nha các bạn. Rồi bấm nút update là xong. Vậy video mình kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn đưa lại comment dưới. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch, các bạn nhấp vào một crypto free mà lấy link, đường link chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Các bạn copy nè, invite rồi review, các bạn chia sẻ cho bạn bè với điều kiện là người đó phải verify nha các bạn. Để nhận được một ETH, một ORN và một link. Vậy video mình kết thúc. Mọi thắc mắc không hiểu các bạn đưa lại comment dưới. Chào tạm biệt tất cả các bạn.